thêm 22 doanh nghiệp Nhật sẽ rời Trung Cộng sang Việt Nam. Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Nhật chiều ngày 21 tháng 12 tại Hà Nội, ông Yamada, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật cho biết có thêm 22 doanh nghiệp Nhật thuộc chương trình hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng của chính phủ, chọn Việt Nam là điểm đến. Như vậy, cộng cả lần 1 công bố vào tháng 7 vừa qua, hiện có 37 trong 81 doanh nghiệp Nhật tham gia chương trình muốn đầu tư vào Việt Nam. Thái Lan hiện là nước xếp thứ 2 khi được 19 doanh nghiệp Nhật chọn. Nhật đã đẩy mạnh đáng kể chương trình khuyến khích doanh nghiệp xây dựng cơ sở ở Đông Nam Á nhằm đa dạng chuỗi cung ứng vốn. Chính phủ Nhật sẽ trả một nửa chi phí đầu tư cho các doanh nghiệp lớn và đến 2/3 cho các doanh nghiệp nhỏ hơn.